tùy nghi nuôi dưỡng thích hợp bệnh lành, nếu không nuôi dưỡng thích hợp thời bệnh tập trung lại. Các hành cũng như vậy, có tăng có giảm. Nên không quyết định, chỉ thuận theo ngôn thuyết thế tục mà nói có các hành. Nhân nơi thế đế mà được thấy đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là do vô minh làm duyên mà có các hành, do các hành mà có thức chấp trước, do thức chấp trước nên có danh sắc, do danh sắc mà có sáu nhập, do sáu nhập mà có sáu xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái, do ái có thủ do thủ có hữu, do hữu có sinh, do sinh có lão tử, ưu bi khổ não, ân ái xa lìa khổ, quan thù gặp gỡ khổ vân vân, các khổ như vậy đều lấy hành động làm gốc. Phật tùy theo thế đế nên nói, nếu thấy được đệ nhất nghĩa đế, phát sinh trí tuệ chân chính thời vô minh dứt, vô minh dứt nên các hành cũng không tụ tập, các hành không tụ tập nên dứt được các kiến hoặc, do thấy lý tứ đế đoạn trừ thân kiến, nghi, vô minh và các lậu hoặc, do tư duy mà đoạn trừ tham, giận, diễm ái sắc, nhiễm ái vô sắc, trạo cử và vô minh. Do sự đoạn trừ ấy nên từng phần từng phần đoạn diệt, đó là vô minh, các hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, ưu bi khổ não, ân ái xa lìa khổ, quán thù gặp gỡ khổ vân vân, đều tiêu diệt. Do sự tiêu diệt ấy nên thân năm quẩn hoàn toàn diệt, không còn thừa lại, duy chỉ có không, thế nên. Phật muốn chỉ bày nghĩa không mà nói các hành hư dối. Lại vì các hành không có tự tính nên hư dối, vì hư dối nên không, như kệ nói. Ba, các pháp có tướng khác nhau, nên biết chúng đều không có tự tính, pháp không có tự tính cũng không có, vì tất cả pháp không. Các pháp không có tự tính, vì sao? Vì các pháp tuy sinh mà không an trú trong tự tính, thế nên không có tự tính, như hài nhi nhất định an trụ trong tự tính nó thời không bao giờ trở thành bò lỗng ngổn cho đến tuổi già nhưng hài nhi thứ lớp tương tục có tướng khác hiện ra thành có bò lỗng ngổn cho đến tuổi già thế nên nói vì thấy các pháp có tướng đổi khác nên biết nó không có tự tính hỏi nếu các pháp không có tự tính tức là có cái pháp không có tự tính nói vậy có lỗi gì đáp nếu không có tự tính thời làm sao có pháp đó làm sao có tướng vì sao vì không có cội gốc chỉ vì phá định tính nên nói không có tự tính thế nên pháp nếu có định tính thời không gọi hết thảy pháp không nếu hết thảy pháp đều không thời làm sao lại có cái pháp không có tự tính hỏi bốn các pháp nếu không có tự tính thì làm sao nói từ hài nhi cho đến tuổi già có các tướng khác nhau các pháp nếu không có tự tính thời không có các tướng sai khác nhưng ông nói có các tướng hài nhi cho đến tướng tuổi già sai khác thế là có các pháp có tự tính chứ nếu pháp không có tự tính thời làm sao có các tướng sai khác ấy đáp năm nếu các pháp có tự tính thì làm sao mà có được sự sai khác ấy nếu các pháp không có tự tính thì làm sao mà có được sự sai khác ấy nếu các pháp quyết định có tự tính thời làm sao có các tướng sai khác được vì tính đã quyết định có thì không thể biến đổi như vàng thật không thể biến đổi lại như tính tối không biến đổi thành sáng tính sáng không biến đổi thành tối. Lại nữa, 6. Chính pháp ấy thời không đổi khác, pháp khác cũng không đổi khác, như trẻ không làm già, già cũng không làm trẻ. Nếu nói pháp có sai khác, thời phải có tướng sai khác. Vậy chính tự pháp ấy làm ra khác hay có pháp khác làm ra khác? Cả hai đều không đúng. Vì nếu pháp ấy tự làm sai khác, như vậy thời già lão có thể làm già lão, nhưng kỳ thật già lão không tự làm già lão còn nếu có pháp khác làm sai khác như vậy già lão khác tráng niên tráng niên có thể làm già lão nhưng kỳ thật tráng niên không làm già lão nên cả hai đều có lỗi hỏi nếu chính tự pháp ấy đổi khác như con mắt hôm nay thấy trẻ trải qua ngày tháng năm biến đổi thành già như vậy có lỗi gì đáp 7. nếu chính pháp ấy tức là pháp khác thời có thể sửa tức là phô ma liền ngoài sửa còn có pháp gì có thể làm phô ma nếu chính tự pháp ấy là pháp khác thời sửa có thể tức là phô ma không cần có nhân duyên việc ấy không đúng vì sao vì sửa và phô ma có các tướng trạng khác nhau nên sửa không tức là phô ma thế nên pháp ấy không tức là pháp khác nếu bảo có pháp khác làm cho khác thì cũng không đúng vì lìa sửa thì có vật gì khác làm thành phô ma đâu tư duy như vậy biết pháp ấy không tự làm khác pháp khác cũng không làm khác không nên có sự chấp kiến thiên lệch. Hỏi, phá pháp đồng tính phá pháp dị tính, nhưng có cái không còn lại cái không ấy tức là pháp. Đáp. 8. Nếu có pháp chẳng không, thời phải có pháp không? Nhưng thực tế không có pháp chẳng không, thời đâu được có pháp không? Nếu có pháp chẳng không làm nhân cho nhau, mới có pháp không? Song từ trước lại đây đã dùng đủ các lý do để phá pháp chẳng không, pháp chẳng không không có, thời không có đối đãi nhau, không có đối đãi thời đâu có pháp không hỏi ông nói vì pháp chẳng không không có nên pháp không cũng không có nếu như vậy tức là ở đây nói không là chỉ cho việc không có đối đãi nên không nên chấp có nếu có hai cái đối nhau mới đợi nhau nếu không có hai cái đối nhau thời không có đợi nhau vì đối đãi nhau không có nên vô tướng vì vô tướng nên chấp không như vậy tức là nói về không đáp chính đại thánh nói không pháp, cốt vì khiến chúng sinh xa lìa các kiến chấp, nếu trở lại chấp có pháp không, thời chư Phật không thể hóa độ. Đại thánh vì phá trừ 62 tà kiến và các phiền não vô minh, ái thủ vân vân, mà nói không, nếu ai đối với không còn sinh ra chấp kiến, thời người ấy là người không thể giáo hóa, ví như có bệnh nên phải uống thuốc mới trị lành, nếu thuốc trở lại làm sinh bệnh, thời hết cách chữa trị, như lửa từ củi mà ra, lấy nước diệt tắt, nếu lửa từ nước mà ra, thời lấy gì diệt tắt? Ở đây Phật nói, không, ví như nước có thể diệt tắt lửa phiền não, có người vì tội nặng, tâm tham đắm sâu dày, trí tuệ non kém nên đối với, không, sinh ra kiến chấp hoặc nói có, không, hoặc nói không có, không, rồi vì chấp có và không ấy trở lại khởi lên phiền não. Nếu lấy, không, hóa cải người ấy, thì người ấy nói tôi đã biết, không, lâu rồi. Nếu liệt, không, thời không có niết bàn đạo. Như kinh nói lìa ba môn giải. Thoát là không, vô tướng, vô tác mà được giải thoát, thời đó chỉ có ngôn thuyết. Tóm tác phẩm 13, quán về hành. Hành đây chỉ cho các pháp hữu vi, các pháp hữu vi lưu động biến thiên nên gọi là hành. Phật từng dạy, pháp hư dối bị chấp thủ sai lầm đó là các pháp hữu vi, tối thượng là chân pháp niết bàn. Có người theo lời dạy ấy mà chấp thật có pháp hư dối mới làm đối tượng cho tâm chấp thủ sai lầm chứ nếu không có pháp hư dối đó làm đối tượng thì dựa vào đâu mà tâm chấp thủ. Phẩm này là phá kiến chấp ấy. Đúng nghĩa theo Phật dạy, đã gọi là hư dối thì pháp ấy không thật có, vì mê lầm không hiểu nó không thật có nên mới sinh tâm chấp thủ sai lầm, chứ nếu biết nó hư dối thì không bao giờ chấp thủ cho là thật có. Phẩm này, một xét về các hành thật có, không thành kệ 1 đến kệ 7. Hai, xét về các hành là không, không thành kệ 8,9.